Tiền đạo tài năng người Na Uy Erling Haaland vừa khiến cả thế giới bóng đá trầm trồ khi lọt vào danh sách top 10 cầu thủ chạy nhanh nhất hành tinh. Được ghi nhận đạt tốc độ tối đa 36 km/h, anh đã thể hiện sự ấn tượng khi cán đích 60m trong khoảng thời gian ngắn chỉ trong 6,64 giây trong trận đấu đầy ấn tượng khi Dortmund đánh bại Sevilla 3-2 tại Champions League năm 2021. Haaland không chỉ ghi đôi mà còn kiến tạo một bàn thắng khác cho đội của mình. Thành tích này chỉ kém 0,3 giây so với kỷ lục thế giới ở cự ly 60m do vận động viên điền kinh hàng đầu Christian Coleman thiết lập vào năm 2018. Nhưng một thách thức mới đối với Haaland đã xuất hiện từ một người không phải là cầu thủ bóng đá mà là một vận động viên điền kinh tên là Smith đến từ Đức. Smith đã tự tin tuyên bố rằng cô có thể vượt qua Haaland trên đường đua 400m, một cự ly khá khó khăn và đòi hỏi sự kết hợp giữa tốc độ và sức bền. Thành tích tốt nhất của Smith trong cuộc đua này là dưới 55 giây, một con số không hề dễ dàng. Ý tưởng này đã được Smith đưa ra trong một buổi họp báo tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Budapest vào ngày 21 tháng 8. Cô đã tỏ ra tự tin và quyết tâm trong quyết định này, và đang chờ ngày có thể thi đấu trực tiếp với tiền đạo đầy tài năng của bóng đá thế giới. Đây không phải lần đầu tiên Smith thể hiện sự tự tin và tinh thần thi đấu của mình. Cô đã từng đánh bại Mats Hummels, người từng là đồng đội của Haaland tại Dortmund, trong một cuộc đua 400m tại Nordrhein-Westfalia vào tháng 10 năm 2020. Sự quyết tâm và niềm đam mê của Smith đối với điền kinh đã tạo ra một cuộc thách thức thú vị đối với tiền đạo Erling Haaland, và cả hai người có thể sẽ đối đầu trong cuộc đua đầy hứa hẹn này.